Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngô Đức Phúc trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Trước, con hay xin đọc đầu năm, nhưng giờ con tin tưởng vào con đường tu tập Pháp, nên con muốn dọn những thứ con đang xin đi, thì con nên làm như thế nào cho đúng Pháp ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Cái này nó chỉ là cái tục lệ, chỉ là cái tín ngưỡng dân gian, chứ còn lộc nó không phải là nó ở cái mà mình xin xỏ ấy. Lộc nó là ở những cái phước mà mình tạo ra, là mình biết làm việc phước, như là đi chùa ấy, lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, thọ trì tam quy ngũ giới, cúng dường tam bảo, đấy là lộc, đấy là phước, đấy là công đức. Còn nếu mà một người hiểu đạo rồi thì sẽ không còn những cái mê tín là đi xin xỏ lộc tài như là những cái người mê muội ở thế gian nữa, cho nên là nên bỏ hết những cái quan điểm, những tư tưởng ấy đi và tin vào nhân quả, nhưng không có tin vào cái chuyện là xin lộc ban tài gì cả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Trong truyện Tiền Thân, Đại Vương Ly Mi có đoạn như sau. Cùng với những lời này, Ngài phong vương cho con theo nghi lễ quán đảnh, rải nước thánh trên đầu, huấn dạy tân vương phép trị nước. Rồi Ngài rời kinh thành, sống theo đời một sa môn. Suốt 84.000 năm, Ngài tu tập tứ vô lượng tâm, bốn phạm trú, từ bi hỷ xả, rồi Ngài được sinh lên Phạm Thiên Giới. Sư cho con hỏi là tu tập tứ vô lượng tâm có thể sanh về cõi Phạm Thiên đúng không ạ? Vì trước nay con chỉ nghe nói là muốn về Phạm Thiên phải chứng các tầng thiền định. Con xin sư từ bi giảng giải giúp con ạ. Con thành kính tri ân sư và đảnh lễ sư ạ. Tứ vô lượng tâm chính là thiền định, thực hành tu tu tập tứ vô niệm tâm là đang tu tập thiền định đó. Từ vô lượng tâm tức là thực hành các pháp thiền tâm từ, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó, chứng thành thiền tâm bi, sơ nhị tam thiền, tâm hỷ, sơ nhị tam thiền, đến tâm xả, đến tứ thiền đó. Đó chính là các tầng thiền sắc giới. Những cái pháp môn thiền này rất là phổ biến trong những cái thời mà không có Phật pháp, và các vị đạo sĩ, các vị sa môn ẩn sĩ, các vị đạo sĩ thời ấy sẽ thực hành bốn cái pháp phạm trú từ bi hỷ xả này, và tu tập cho đến lúc chứng đắc các cái tầng thiền phạm trú này, và sau đó các vị ấy sinh về các cõi Phạm Thiên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Trong Pháp Cú, kinh số 178 kệ như sau. Hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Xin sư từ bi giảng giải cho chúng con về sự thù thắng của thánh quả dự lưu ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Thống lãnh cõi đất chính là những cái vị chuyển luân thánh vương, là những cái vị thống lãnh cõi đất, sinh cõi trời là các vị chư thiên chủ trì vũ trụ, tức là các cái vị vua ở các cõi trời. Thì những cái vị ấy không cao thượng bằng những vị chứng được sơ quả dự lưu, bởi vì những cái vị dù cho được làm đến vua chuyển luân thánh vương, làm chủ bốn châu thiên hạ, có quyền lực lớn, có danh vọng lớn, có tài sản lớn như vậy, hay các vị chư thiên có tuổi thọ hào quang uy quyền lớn như vậy, nhưng mà các vị ấy chưa thoát khỏi bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Có những vị từ vua rồi khi chết đi thẳng vào địa ngục, thẳng vào địa ngạ quỷ, súc sinh. Có những vị chư thiên khi chết rơi thẳng xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vua cõi trời khi chết rơi thẳng địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh được. Còn một vị dự lưu thì vị ấy chắc chắn không bao giờ còn đọa vào bốn đường ác nữa, chắc chắn vị ấy sa lìa được địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu như vị ấy có phóng dật thì vị ấy cũng sinh lại làm người, hoặc sinh làm chư thiên, hoặc sinh lên phạm thiên, và vị ấy chỉ có đi đến niết bàn
mỗi ngày vị ấy thanh tịnh lên chứ không ô nhiễm đi, mỗi ngày vị ấy thánh thiện lên chứ không còn bất thiện đi. Còn những cái vị dù làm vua chúa có hay làm thiên thần đi chăng nữa thì các vị ấy cũng chỉ là nhất thời, là tạm thời hưởng phước trong cái khoảng thời gian đấy mà thôi. Sau đó thì vị ấy có thể khởi lên những cái tội lỗi, có thể như những ô nhiễm bất thiện và có thể đọa vào cõi khổ đau bất cứ lúc nào. Đấy là hơn nhau, là hơn nhau ở cái sự giác ngộ, hơn nhau ở cái sự giải thoát hay không giải thoát đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Duy Đông trên Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, con mới tập thiền hơi thở vào sáng sớm, nhưng con ngồi một lúc thì buồn ngủ. Vậy liệu trước khi ngồi thiền, con có thể uống một chút cà phê để ngồi thiền được tỉnh táo, có được không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Nếu hợp với những cà phê hay uống trà mà nó có thể giảm bớt cái buồn ngủ thì vẫn dùng được. Dùng cũng được, cũng không sao hết. Nếu như... Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hà Đình Hải. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Một người không trì giới, nhưng người đó vẫn thực hành thiền đúng cách theo sự chỉ dẫn của một vị thầy, thì người đó có chứng được các tầng thiền không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Không trì giới, nếu như vị ấy không thọ trì giới thì vị ấy không chứng thiền được. Nhân giới sinh định mà nhân định sinh tuệ. Nếu như vị ấy phải cái việc đầu tiên là vị ấy phải phải chấp nhận thọ trì và học tập các học giới trước. Bởi vì chỉ có một người bất tín, một cái người không có tin vào nhân quả, không tin nghiệp báo, không tin luân hồi tái sinh, họ mới không trì giới. Còn những cái người có tin, có cái đức tin vào những cái nghiệp thiện ác, những cái quả báo của những nghiệp thiện ác thì họ sẽ tự động giữ giới ngay. Vậy thì cái người không trì giới đấy là người không có đức tin, không có cái niềm tin vào nhân quả rồi. Thì người ta cũng không có cái niềm tin vào những cái thiện pháp, những thiện nghiệp, hay người ta không có tin vào những cái công đức lợi ích của những cái việc hành thiện. Người ta cũng không tin rằng có những cái con đường đi đến cái sự an vui bằng cái pháp hành thiền này. Cho nên là cái người đấy có hành thiền cũng hành thiền với cái tư tưởng sai trái. Cái tư tưởng ấy không thể dẫn đến sự chứng ngộ các cái pháp thượng nhân được. Vậy nên là vị ấy phải thọ trì giới. Không phải là thọ trì một cái giới cấm nào đấy mà vị ấy phải thọ trì các cái giới liên quan, như là giới thu thúc, các căn phòng hộ, các căn giới nuôi mạng thanh tịnh và các cái giới về thiểu dục chi túc, phải đầy đủ hết thì mới chứng thiền được. Còn việc chứng thiền là một pháp rất là thâm sâu, khó khăn, chứ không phải là dễ dàng, dễ dãi, không phải là những người ô nhiễm, những người bất thiện mà cũng có thể chứng được. Vậy thì vị ấy cần phải thọ trì giới lâu dài, lấy đó làm nền tảng, rồi sau đó vị ấy mới có thể hành thiền và có thể đắc thiền được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hải Văn. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Tác hại của việc ngủ nghỉ nhiều, việc ham mê ngủ nghỉ sẽ cho quả như thế nào ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cái sự đắm nhiễm vào ngủ nghỉ, đam mê ngủ nghỉ thì ngay ở trong hiện tại cái tâm trí của cái người đấy sẽ mụ mẫm mê mờ, không linh hoạt, không có thông thái, không có sắc sảo, không có cái sự tập trung cao độ, không có cái sự tiếp thu hay là làm những cái công việc khác nó cũng kém hiệu quả. Và cái vị ấy cũng không có thể làm một cái việc gì đó nó đạt được những cái sự nợ nạc lớn, tức là nó không có được cái sự thành công lớn trong mọi lĩnh vực, trong mọi công việc. Đấy là cái sự thất bại ở hiện tại nếu một cái người đam mê ngủ nghỉ.
Và cái người đam mê ngủ nghỉ ấy rồi thì cái tâm si họ sẽ rất là mạnh. Vì cái tâm si mạnh ấy nó lại làm nhân cho cái tâm tham, rồi nó cũng làm nhân cho tâm sân. Bởi cái vị ấy sẽ tạo nên những cái tham sân si, những cái nghiệp của vị ấy sẽ đi kèm với tham sân si nhiều, và vị ấy sẽ lười biếng, không tinh tấn trong những thiện nghiệp, không tạo ra những công đức phước này. Vì vậy nên là cái sự ngủ nghỉ quá nhiều, đam mê ngủ nghỉ quá nhiều, có thể nó sẽ làm cái nhân duyên cho vị ấy sẽ ở những cái loài mà ngủ nghỉ ni bì ở trong tương lai, con nợn suốt ngày nằm ngủ. Cho nên người ta hay nói là ngủ như nợn, ngủ nhiều như vậy. Vậy nên là đấy là cái quả báo của cái người đam mê ngủ nghỉ, hay là sẽ làm nghêu sò ốc hến, vùi ở trong bùn tha hồ mà ngủ. Đấy cũng là cái quả báo của cái ham ngủ. Vậy cái người nào thức tỉnh ra nghĩ đến cái sự nguy hiểm của cái sự ham ngủ ấy thì nó sẽ thành một cái động lực cho vị ấy thức tỉnh hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Ngọc Long. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, lòng khiêm tốn, khiêm cung thì cho quả báo như thế nào? Và sự kiêu ngạo, ngạo mạn thì sẽ cho quả báo như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái người mà có cái đức khiêm tốn thì sẽ cho ra một cái quả báo, đó là người đấy sẽ luôn luôn được cái tâm lý tốn ấy, nó sẽ làm cho cái người đấy có được cái nội lực rất là cao, tức là có được cái sự tự tại, ít khi để sơ hở, để lộ ra những cái điểm yếu, để cho phát sinh ra những nỗi lầm, tức là người đấy sẽ sống rất ít khi tạo ra những cái nỗi, tức là không làm phiền cho người khác, không làm phiền mình, không làm phiền người. Cho nên là sống ở đâu cũng sẽ được mọi người khác cảm thấy được bình an, yên ổn. Và cái người sống khiêm tốn ấy thì nó tự động nó sẽ làm cho cái người ấy được nâng cao lên, cái đức hạnh nó được nâng cao lên, và để lại cái quả báo ở đời sau. Vì ấy sinh ở đâu, vì ấy cũng sẽ là những cái người trở thành những cái người cao quý, trở thành những cái người cao thượng. Như là sống ở giữa một loài người thì những cái người ấy sẽ thường là những cái người cao cả, cao thượng hơn, có danh vọng hơn, có cái uy quyền lớn hơn, được cái sự kính nể nhiều hơn của mọi người. Đó là cái đức khiêm tốn của vị ấy, làm cho vị ấy trở nên cao quý chứ không làm cho thấp kém. Còn những người ngạo mạn trái lại, thiếu hẳn cái sự đức khiêm cung khiêm tốn ấy, thì cái vị ấy ngay ở trong hiện tại sẽ luôn luôn là làm cho bản thân mình sẽ trở nên, tức là gặp rất là nhiều những cái bất hạnh, những cái sự nguy hiểm. Vì vị ấy cứ cố gắng trèo cao thì đến khi nó hay bị ngã đau. Vì ấy cứ sẽ luôn luôn tạo ra cái sự khó chịu đối với lại mọi người xung quanh, tức là vị ấy sẽ gặp rất là nhiều những cái nỗi nầm. Nếu cái lòng ngạo mạn của vị ấy sẽ để lại rất là nhiều những cái điều không hay, tức là làm phiền não cho mọi người, và chính bản thân những người có cái sự kiêu ngạo, những cái sự ngạo mạn ấy cũng sẽ luôn luôn cảm thấy có cái sự bất an, tức là trong tâm nó không được cái sự an vui, không được cái sự an ổn, cho nên nó hay sinh ra những cái trầm cảm, nó hay sinh ra những cái sự điên loạn. Như là với những cái người ngạo mạn vậy, dễ sinh ra những cái sự điên loạn. Như này là thời có rất là nhiều người ta hay bị điên, bị rối loạn tinh thần, bị điên khùng, điên loạn ấy, là do cái lòng ngạo mạn nó lớn quá, nên nó làm đến một lúc nào đấy nó mất kiểm soát, và cái vị ấy sẽ càng ngày càng
mất hết những cái trí tuệ đi như vậy. Thì ngay ở trong hiện tại, cái người ngạo mạn ấy không những đã tự là hạ thấp mình xuống, đã mất hết cái phẩm hạnh, đức hạnh và trí tuệ của mình, mà những cái đời sau, những cái người mà có cái sự ngạo mạn ấy, nếu như họ mà có phước ấy, thì họ được sinh về cái cõi Atuna, là rất là ngạo nghễ, rất là ngạo mạn. Còn nếu như mà vô phước ấy, mà không có phước thì họ sẽ sinh làm những cái loài rất là thấp kém, như là cái loài bọ hung hay đi chuỗi đống phân, nhưng mà cũng rất là ngạo nghễ. Thì đấy là cái quả báo nó như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Tuệ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Lúc lâm chung, theo sau tâm tử là tâm tục sinh. Vậy tâm tục sinh này là từ nghiệp tái sinh trong nhiều trong kiếp này hay vô lượng kiếp từ trước ạ? Khi một người bị tục sinh bằng nghiệp tái sinh của kiếp trước, thì kiếp này người đó gặp phải những cảnh trần của nghiệp bình sinh của kiếp trước đó hay là của nhiều kiếp về trước ạ? Con xin tri ân sư ạ. Có một số người đời này người ta không có tạo những cái nghiệp gì nó mạnh mẽ được, thiện nó không có gì mạnh, ác nó không có gì mạnh, thì họ khi tục sinh họ sẽ tái sinh bằng một cái nghiệp thiện hoặc một cái nghiệp ác ở một cái kiếp quá khứ gần, cũng có thể là quá khứ xa. Thì cái cảnh đấy nó hiện lên hoàn toàn là cái cảnh ở cái kiếp quá khứ đấy. Nhưng mà cái nhất là có những đứa trẻ nó mới sinh ra, nó chưa tạo ra cái thiện nghiệp hay ác nghiệp gì chẳng hạn, thì nó cũng có thể sẽ chết bằng cái nghiệp ở quá khứ. Hay là những cái đứa trẻ nó còn ở trong bào thai, nó chưa có tạo được cái nghiệp gì cả, thì khi chết thì đương nhiên nó sẽ chết với những cái nghiệp ở quá khứ. Hay chúng sinh mà sinh vào địa ngục hay ngã quỷ hay súc sinh hay là các vị chư thiên, nhưng ạ, những ở những cái cõi sống ấy, người ta khó tạo nghiệp, thì khi chết người ta cũng hay sinh hay chết với những cái nghiệp mà ở trong những cái kiếp quá khứ. Thì khi ở cái thời điểm cận tử ấy thì cái hình ảnh mà những cái nghiệp mà mình đã tạo từ kiếp trước nó cũng sẽ hiện lên. Mình đã làm cái gì tự nhiên nó tự động nó hiện lên đó, và mình sẽ đi theo cái nghiệp đấy, sinh về cõi lành hay cõi khổ đau, cũng có thể là do cái nghiệp ở rất nhiều kiếp quá khứ trước nó trổ trong cái thời điểm cận tử ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Văn Hải. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi con xem một cảnh chia ly hay tái hợp của một ai đó mà con không quen biết và con không có tham ái hay chấp thủ nào đối với họ, nhưng con vẫn cảm thấy buồn và có khi rơi cả nước mắt. Lúc đó con thường quan sát tâm con có gì mà tại sao lại có tình trạng này xảy ra, nhưng con không thấy tâm tham ái nào khởi lên, cũng không suy nghĩ đến người thân của mình để có khởi lên tâm tham ái. Vậy xin sư giải đáp giúp con. Trong trường hợp này không có tham ái hay chấp thủ với đối tượng đó, vậy vì sao lại có khổ sầu bi ưu lão khởi lên ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Những cái này nó sinh lên từ cái tưởng của mình đó. Tức là mình vẫn còn tham ái, mình vẫn còn sân hận, nó mới khởi lên. Như là những người mà mình xem phim ấy, biết thừa rằng là người ta dùng diễn viên người ta đóng như vậy, người ta diễn như vậy, người ta vẽ cái trò bậy bạ như vậy, nhưng mà mình xem mình vẫn hồi hộp theo từng cái diễn biến của nó. Những cái cảnh tham ái mình vẫn khởi lên tham ái, xem đến những cái cảnh sân hận mình vẫn khởi lên sân hận, xem những cái cảnh sầu bi vẫn khởi lên sầu bi, hỉ lạc ái ố vẫn khởi lên, dù mình biết nó không thật nhưng mà nó vẫn khởi lên. Khởi lên là bởi vì nó giống với mình ở trong đó, tư tưởng, những cái tư tưởng của những cái nhân vật đấy nó giống với tư tưởng của mình. Mình còn tham ái thì cái cảnh đấy, tức là cảnh nó sinh tâm, cái cảnh đấy nó khiến cho mình sinh ra cái tham ái, cảnh ấy nó khiến cho mình sinh ra sân hận. Thì là do cái cảnh, cái tâm của mình nó bắt vào cái cảnh đấy, dù đó là cảnh thật hay cảnh giả.
thì nó vẫn khởi lên những cái tâm ấy, nó quá nhạy bén, nó đã quá là thuần thục với mình ở trong cuộc sống hàng ngày rồi, dù những cái việc đấy nó chẳng liên quan gì đến mình, nhưng cái tâm của mình nó vẫn bắt được vào cái cảnh đấy, nên nó vẫn sinh lên những cái sầu bi ưu não như vậy. Đấy, cho nên là cứ đối cảnh sinh tình, các căn nó tiếp xúc với các cảnh, dù đó là cảnh thật hay cảnh giả, thì nó vẫn sinh lên những cái tình cảm hỷ nộ ái ố đấy như thường. Nguyên nhân chính là vì mình còn những cái hỷ nộ ái ố đấy nên nó sinh lên. Nếu mình mà hết đi rồi thì nó sẽ không sinh lên nữa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, nghiệp duyên có nghĩa là gì ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Nghiệp duyên cái này phải hiểu theo cái nghĩa gì. Cái nghiệp ấy thì nó rõ ràng rồi, là những cái việc, là những cái tâm sở tư của mình nó tạo ra những cái thiện nghiệp hay ác nghiệp, hay là ở thân, ở khẩu, ở ý nên tạo ra những cái nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp không đen, nghiệp không trắng, thì nó rõ ràng ở đấy rồi. Còn cái duyên, ý mình muốn nói là duyên, cái duyên này thì nó khó nói lắm. Mình muốn nói những cái duyên gì đây, tức là cái nghiệp gì cũng vậy, khi nó cho quả nó phải có duyên nó mới cho quả, nghiệp nhân. Và khi nó có đủ duyên thì nó mới cho ra nghiệp quả. Vậy nên là mình gọi là cái nghiệp nó phải có đủ nhân duyên thì nó mới cho ra quả, là như vậy. Là có những khi mà mình làm những cái thiện nghiệp, như được làm những cái thiện nghiệp như là bố thí hay là giữ giới, khi mà có đủ duyên rồi mình sẽ được hưởng những cái phước như là được giàu sang mạnh khỏe. Còn hay mình làm những cái nghiệp bất thiện, khi mình gặp những cái duyên đó, những cái khi mình có đủ duyên thì nó sẽ cho ra cái quả khổ đau ở tương lai. Thì hiểu về cái nghiệp duyên đấy. Còn cái nghiệp duyên mà con người ta hay dùng cái từ phổ thông ở thế tục, ở thế gian ấy, khi mà cứ có cái tình duyên với ai, người ta cũng nói rằng đây là do nghiệp. Người này có duyên với duyên vợ chồng, vợ chồng mà xung khắc với nhau, người ta sẽ nói đấy là nghiệp duyên. Cái duyên này là cái duyên của những cái ác nghiệp, gặp nhau mà để hành hạ nhau, gặp nhau để làm khổ nhau, và người ta sẽ nói là đấy là nghiệp duyên. Hay là những cái đời sống gì đó nó có cái sự trắc trở gì đó, người ta sẽ cũng nói rằng đấy là nghiệp duyên. Duyên về vợ chồng, duyên về cha con, duyên về bạn bè, hay là cái gì nó cũng là cái duyên. Thì nó là cái nhân duyên và nó là cái nghiệp, cho nên là gặp nhau có thể là cái nhân duyên tốt, cái nghiệp tốt thì đem lại cái sự nợ nạc cho nhau. Khi nhân duyên xấu, cái nghiệp xấu thì nó đem lại cái sự khổ đau tai hại lẫn cho nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Thủy. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi về việc quan sát các thức ạ. Nếu nhãn thức là cái biết của mắt, nhĩ thức là cái biết của tai, thân thức là cái biết của thân, ý thức là cái biết của tâm, thì đối tượng hay biết của tâm ở đây có phải chỉ là suy nghĩ không ạ? Nếu tâm biết nó đang quan sát một cái tâm khác, thì có thể ghi nhận đó là ý thức không ạ? Nếu trong trường hợp tâm phóng dật không hay biết, suy nghĩ tức là tâm không biết đối tượng của nó, thì làm sao có thể ghi nhận được thức trong trường hợp này ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cái biết của các cái thức, nhãn nhĩ tỳ thiệt, thân thức, ý thức ấy, thì cái này phải phân biệt, phải tuệ tri để mình biết được, rằng là mỗi một cái tâm ấy nó có những cái nhiệm vụ, những cái chức năng, có cái sự thể hiện, có những cái nguyên nhân để nó phát khởi, phát sinh lên những cái tâm ấy khác nhau, để mình phá vỡ được cái ảo tưởng cho rằng có cái ta ở trong những cái biết đấy. Mình biết rằng nó chỉ là vận hành của các cái trạng thái tâm mà thôi. Thì cái con mắt nó biết cái cảnh
trần ấy thì nó chỉ có cái tâm là nó thấy cái cảnh đấy thôi, còn cái ý thức mà nó phân biệt đây là cảnh tốt hay cảnh xấu thì đấy nó thuộc về ý thức. Con mắt nó chỉ biết nhìn cảnh nhưng nó không biết phân biệt, không biết là cái này là tốt xấu, lợi ích, có tên tuổi, có gì, nó chỉ biết là nó có màu gì mà thôi. Tai như vậy, nó nghe âm thanh nó chỉ biết là có cái âm thanh nó đập vào chúng ta, còn cái âm thanh đấy nó có ý nghĩa gì thì là cái nhiệm vụ của cái ý thức. Vậy mũi ngửi hương vậy thì nó chỉ biết ngửi thôi, mùi thơm mùi thối thì nó chỉ ngửi, còn phân biệt được cái mùi này là mùi gì thì nó là ý thức. Vậy lưỡi thân xúc chạm vậy thì những cái thức nhãn thức thì nó luôn đi kèm với ý thức, nó kết hợp ngay cùng với nó. Nhĩ thức cũng vậy, nó có ý thức, nó kết hợp ngay. Cái gì nó đập vào mắt nó cũng đập vào ý thức, nó đập vào nhĩ thức nó cũng đập vào ý thức, nó đập vào tị thức, thiệt thức, thân thức nó cũng đập ngay vào ý thức. Vậy cho nên là mặc dù cái chức năng nhiệm vụ nó khác nhau như vậy, của mỗi cái nó có cái nhiệm vụ khác nhau, nhưng mà nó luôn luôn cái ý thức thì nó luôn luôn đi đi cùng để nó xử lý, để nó phân biệt, để nó nhận định, để nó phán xét, để nó quyết đoán một cái việc gì nên làm hay không nên làm. Đấy là cái sự khác nhau. Hay là trong ý thức nó cái ý thức sau nó biết cái ý thức trước, một cái tâm bất thiện phóng dật hay là tham lam sân hận khởi lên thì cái ý thức sau nó quan sát ra được là à đây là tham, đây là sân, à đây là phóng dật. Đấy là cái ý thức này nó biết cái ý thức kia, nó cũng luôn luôn như vậy. Nó mỗi một cái nó sinh lên rồi nó diệt đi, nó lại sinh lên cái khác rồi nó lại diệt đi, như vậy nó liên tục như vậy. Thì cái sự quan sát cái mà nó nhận diện đấy thì cái ý thức đấy cũng có khi nó là cái ý thức nó đi kèm với trí tuệ, thì nó sẽ phân biệt nhận định đánh giá ra được đúng sự thật. Còn có những lúc cái ý thức này nó đi kèm với vô minh, nó đi kèm với si mê tà kiến tham ái thì nó không phân biệt ra được các sự thật, nó lại thấy giả làm chân, lấy chân làm giả. Thì cái đấy là cái ý thức của mình không phải lúc nào nó cũng sáng suốt, không phải lúc nào nó cũng nhận diện ra được đúng sự thật, mà có lúc nó nhận diện sai sự thật, nó hiểu biết sai, nó sinh ra những tư tưởng sai. Lúc nó nhận diện đúng, nó sinh ra những hiểu biết đúng, những tư tưởng đúng, thì đó là trí tuệ. Còn những cái lúc mà nó sinh ra những hiểu biết sai ấy, thì đấy là si mê, đấy là tà kiến, đấy là vô minh. Thì đấy là cái thức nó vận hành như thế. Thì khi nào mình hiểu được ra nó rồi thì mình mới có cái sự hiểu đúng về cái tâm lý của con người, mình mới hiểu đúng được cái thân tâm của con người nó là như vậy. Thì đấy nó cũng là một cái pháp để đi đến cái sự giác ngộ các sự thật. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Định trên Zoom ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Không có lễ cúng tế, không có lễ hy sinh, trong kinh Đức Phật dạy thì phải hiểu như thế nào cho đúng ạ? Lễ này khác với các lễ khác trong dân gian như thế nào ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Thì tế lễ, thực ra tế lễ thì cũng có những cái pháp tế lễ, nó cũng có cái quả báo. Những cái lễ ấy như là khi mà mình cúng cúng những cái vị thần linh thánh nhân hay là cúng Phật thì có những cái tế lễ ấy nó cũng cũng có phước chứ không phải là không có phước, chẳng qua là cái phước nó rất là nhỏ bé thôi. Nếu như trong cái tế lễ ấy nó cũng có những cái pháp bố thí ở trong đấy mà, cúng thí mà. Khi dâng lên cúng dường đến những bậc cao thượng hơn mình thì mình vẫn có cái phước lớn. Cúng dường ngay cả những cái tế lễ đấy có thể là cái sự dâng tặng đến những cái bậc thấp kém thì nó cũng vẫn có những cái phước mặc dù nó không lớn. Thì cái sự cúng tế nó cũng vẫn là một cái pháp, nó còn tùy theo. Nếu như cái tế lễ ấy là cái tế lễ tạo ra những cái ác nghiệp, tạo ra những cái tội lỗi thì nó sẽ để lại cái quả báo của những cái ác nghiệp, của những cái tội lỗi đấy. Ví dụ như có những cái tế lễ người ta sát sinh, người ta giết hại rất nhiều sinh mạng thì nó sẽ để lại cái quả báo khổ đau, cái quả báo cho những cái người làm tế lễ đấy. Còn có những cái tế lễ
thì mà người ta phát triển nên được cái tâm thiện, những cái tâm cung kính mà người ta tạo ra được những cái phước này, thì cái tế lễ đấy nó có cái quả báo như vậy đó. Nhưng cái thời trước, kể cả thời bây giờ hay thời ngàn xưa như thế, chỉ những người biết hiểu sâu nhân quả, biết tu tập ở thân khẩu ý rồi mới không còn chú trọng về tế lễ. Chứ còn đại đa số những người trong nhân gian, những người còn mơ hồ về nhân quả và những cái người chưa có chuyên tâm tu tập, họ vẫn rất là nặng về cái sự tế lễ, bởi vì họ tin rằng có những cái đấng thần linh thiêng liêng mà họ tế lễ để ban cho họ những công đức phước này. Đấy là những người người ta tin vào những cái đấng thiên thần mà họ tôn thờ, nên họ tế lễ để họ được các cái vị thần linh ấy ban phước cho. Thì những cái người có cái quan điểm tư tưởng và những việc làm này chiếm đại đa số ở trên đời. Là từ ngàn xưa đến nay vẫn có những người người ta làm những cái hành động tế lễ như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Bản Nguyên. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con đọc Vi Diệu Pháp nói là khi tiếp xúc với sắc, khi mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, sẽ có thọ khổ lạc xả thuộc thân khởi và hỷ ưu xả thuộc tâm khởi lên. Đó là tâm quả. Vậy các vị đã chứng ngộ A-la-hán như Đức Phật có còn thọ khổ lạc xả thuộc thân và hỷ ưu xả thuộc tâm không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Đối với một người bình thường ấy, khi mình tiếp xúc với những cái cảnh trần ấy, thì khi mà nó sẽ khởi lên những cái thọ ấy, có cái thọ quả, nó cũng có những cái thọ nhân. Nó có thọ nó thuộc về quả, như khi mắt mình thấy cảnh sắc thì nó luôn có những cái thọ giả thôi, nhưng mà sau đó nó có cái sự tiếp nhận suy xét, rồi cái thọ đấy nó cũng là quả, đôi khi nó là thọ giả, thọ hỷ, đôi khi nó là cái thọ khổ, thọ nạc, thuộc về thân, có năm cái loại cảm thọ khác nhau khi mình tiếp xúc với các cảnh trần như vậy. Còn đối với Đức Phật và các bậc thánh thì khi đã đoạn trừ cái tâm sân đi rồi thì nó không khởi nên cái thọ ưu nữa, tức là hoàn toàn không còn cái thọ ưu. Thọ ưu là chỉ có những người còn tham sân hận mới khởi nên thọ ưu. Còn đối với người đã đoạn trừ hết thọ sân từ rồi thì không còn thọ ưu nữa. Nhưng bậc tam quả tứ quả đi nữa không còn thọ ưu, chỉ còn cái thọ hỷ, thì thọ nạc, thọ giả, thọ khổ ở trên thân thì vẫn còn. Đức Phật khi mà ốm bị đau bệnh, ngài vẫn có cái sự đau đớn ở trên thân, thì cái thọ khổ vẫn còn. Các bậc A-la-hán khi bị những cái nỗi khổ đau ở trên thân thì vẫn còn thấy nỗi khổ ở thân, nhưng không còn cái sự sầu ưu ở nơi tâm, diệt trừ được cái thọ ưu ở nơi tâm. Còn thọ hỷ cũng đôi khi có khởi lên nhưng nó rất ít. Còn đại đa số là các bậc thánh nhân là đa số là thọ xả. À, thọ hỷ có khởi lên thì cũng khởi lên rất là vi tế, khởi lên rất là ít. Với cái cảnh dục giới này thì cái thọ hỷ khởi lên ít, nhưng mà nếu như các vị ấy trú trong các tầng thiền như sơ thiền thì vẫn có hỷ. Hỷ đây nó thuộc về hỷ ở trong nội tâm định tinh thì vẫn có những cái thọ này, những thọ hỷ, thọ nạc. Khi chúng vào các cái tầng thiền tam thiền thì vẫn có thọ nạc, tứ thiền thì có thọ xả. Còn đối với này, khi tiếp xúc với các cảnh trần thì các bậc nậu tận đa số là có cái tâm thản nhiên, có cái tâm xả với các cái cảnh trần đó, và có cái sự thản nhiên không vui không buồn gì cả đối với cảnh trần. Mặc dù là cũng có lúc cũng khởi nên thọ hỷ thì có, còn chỉ có một cái thọ mà không khởi nên hoàn toàn, đó là thọ ưu, không bao giờ khởi nên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Minh. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Nếu như con đi cúng dường một vị phàm tăng, mà lúc cúng con tác ý rằng vị này đại diện cho các vị thánh tăng nhận giúp
tôi xin dâng các món lễ vật này lên chư Thánh Tăng. Vậy phước báo của con là cúng dường Phạm Tăng hay Thánh Tăng thưa sư? Con thành kính chiên sư ạ. Cái phước của mình đấy thì cái ý của mình hướng đến các bậc Thánh Tăng, nhưng mà thực ra nó cũng không thành tựu hoàn toàn, đó là Thánh Tăng, mặc dù cái ý của mình có hướng đến nhưng mà vẫn là đang cúng dường một vị Phạm Tăng, và nó vẫn cho ra cái quả báo đó là đang cúng dường một vị Phạm Tăng, chứ không thể cho ra cái quả báo là một vị Thánh Tăng được. Nhưng nếu như cái tâm của mình có hướng đến là cúng dường đến các bậc Thánh Tăng thì cái nó vẫn tạo ra một cái phước lớn hơn, rằng mình nghĩ rằng đây là một vị Phạm Tăng, và mình nghĩ rằng đây là mình đang cúng dường một vị Phạm Tăng. Nó cái phước nó có một chút, nó vẫn có một chút thù thắng, nó vẫn có cái sự cao thượng hơn, nhưng mà nó vẫn không hoàn toàn thành tựu là cúng dường một vị Thánh Tăng như là mình cúng dường đến một vị Thánh Tăng thọ nhận được. Nó vẫn khác biệt chứ không thể là như nhau được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thiện Bình. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Khi vị trụ trì hoặc thầy tế độ nổi tâm sân để la mắng đệ tử của mình, làm cho đệ tử sợ hãi mà nghe theo, hoặc ở ngoài đời có trường hợp các thầy cô hoặc cha mẹ hay nổi sân đánh đập hay la mắng với học trò hoặc con cái mình với lý do là có làm vậy thì đệ tử hoặc trò con cái mới lên người được, hoặc tôi thương nó lên tôi mới la nó, muốn tốt cho nó thôi, thương cho roi cho vọt. Nghe giống như là vì tâm từ mà nổi tâm sân vậy. Mà tâm sân với tâm từ đối nghịch nhau thì sao lại như vậy được ạ? Trong những trường hợp đó, tâm sân có được gọi là tâm thiện hay không ạ? Vì nó có thể giúp giáo dục con người. Đôi khi con cũng có tâm sân như vậy và con không biết mình có lên nổi sân để giúp người khác không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, trong bất cứ một cái trường hợp nào, trong bất cứ một cái đạo lý nào mà mình đã để cho mình khởi lên tâm sân thì tâm sân đấy vẫn là ác nghiệp. Khi mà mình khởi lên cái tâm sân đấy rồi mình mắng chửi người khác thì đó là ác ngữ, đó là vẫn là ác ngôn, đó vẫn là ác khẩu. Nếu mình khởi lên tâm sân mình đánh người đó dù là thân thiết đến mấy thì đó cũng là một cái ác nghiệp, một cái hành động tội lỗi, không biện minh cho cái việc là mình muốn tốt cho người khác. Nhưng còn cái việc mắng một người khác với tâm từ vẫn là cái tâm từ muốn lợi ích cho người đó, mà vẫn có thể mắng, vẫn có thể đánh mà không khởi lên tâm sân, đánh mà không khởi lên tâm sân, mắng mà không khởi lên tâm sân, thì vẫn có trường hợp như vậy. Như là một cái đứa trẻ khi mà nó nuốt một cái cục sắt bị vướng vào trong cổ họng, và cái người lớn ấy phải bóp cổ nó, móc cái miếng xương hay là cái miếng mà nó hóc ở trong cổ ra dù nó có khóc than, thì cái hành động đấy là hoàn toàn là với tâm từ như vậy, vì thấy cái học trò hay thấy con cái của mình hư học thì những cái người có lớn ấy thì có thể đánh, có thể mắng, nhưng mà mắng là đánh, là đánh cái hư hỏng đấy của nó, mà đánh mắng đấy mà phải là với tâm từ, không phải với tâm sân, thì cái hành động đấy là có phước, cái hành động đấy là lợi lạc, là lợi ích, chứ không phải là khởi nên tâm sân. Không nhất thiết phải khởi nên tâm sân để giáo dục, để răn đe người khác, mà vẫn cái người có tâm từ vẫn có thể giáo dục răn đe người khác được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Chiếu Phụng. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Nếu như một vị tăng hoặc ly luôn tin rằng mình có Phật tánh và họ cho rằng những lúc họ không phiền não
là Phật tánh đang hiện hữu. Thậm chí lúc đó họ nói là họ là Phật luôn. Bạch sư, những người như vậy có phạm giới không ạ? Và nếu có thì họ phải chịu quả báo ra sao ạ? Ra sao ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Những người nói như vậy là vì ngu si, vì bất thiện, vì vô minh, vì tà kiến, vì ngạo mạn, vì hoang tưởng, không hề có đúng pháp, không đúng trí tuệ một chút nào hết. Cái tánh của Phật nó không như là cái tánh của một cái người bình thường được. Nên là giờ một cái con chó nó không vui không buồn là nó tuyên bố nó Phật tánh hay sao đây? Thì vì người ta không hiểu được cái trí tuệ giác ngộ của một vị Phật như thế nào. Vị ấy, vì một vị Phật là đã đoạn trừ các kiết sử hoàn toàn, như cây ta la chặt đứt đầu, không bao giờ khởi sinh trở lại. Những cái tham sân si ấy nó không bao giờ còn sự tái khởi sinh lên, dù đó là một vị A-la-hán thường thôi, chưa nói đến cái trí giác của một vị Phật. Một vị Phật có cái trí giác ngộ thấu suốt quá khứ, thấu suốt hiện tại, thấu suốt tương lai. Vị ấy có tam minh, một cái vị tăng ni ấy tuyên bố như vậy, vị ấy có thấy được những cái đời kiếp quá khứ, cả những nét đại cương và chi tiết từ nhiều thành kiếp hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp hay không. Ngay một bậc A-la-hán còn chưa thể thấy được mà hết các cái chân lý, các sự thật tuyệt đối như một vị Phật được. Huống chi là một cái vị phàm phu tục tử mà dám xưng là Phật tính. Vị ấy có thiên nhãn, có thể thấy được tam thiên đại thiên thế giới hay không? Thấy được cái sự sinh tử của chúng sinh ở 3.000 đại thiên thế giới được như không? Vị ấy đã có được cái sự nậu tận trí hay chưa? Vị ấy có được lục thông tứ tuệ phân tích hay chưa? Vị ấy có thấy được toàn giác trí hay chưa? Nếu như vị ấy không chưa có những cái đức tính của một vị Phật như vậy mà tuyên bố rằng là Phật như vậy, để mà cái sự tuyên bố ấy mà đi với sự ngạo mạn, cái sự tuyên bố ấy mà đi với cái sự hống hách, thì chắc chắn sẽ đọa vào A Tỳ địa ngục. Nếu như vị đấy không sám hối thì đọa vào địa ngục rất lâu dài. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Trúc. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Vị thánh sơ quả đã đoạn trừ thân kiến. Chữ kiến ở đây có phải là những kiến thức thuộc về sắc thân không ạ? Kính mong sư giải nghĩa cụ thể hơn về thân kiến giúp cho chúng con biết ạ. Con xin tri ân sư ạ. Kiến ở đây là cái thấy, mà cái kiến ở đây thì nó có cái thấy đúng và thấy sai. Thì cái một cái vị gọi là sơ quả đoạn trừ được thân kiến, tức là đoạn trừ đi được cái thấy sai về cái thân năm uẩn này và thành tựu ra được cái thấy đúng về cái thân năm uẩn này. Khi mà trước kia thì vị ấy thấy cái thân năm uẩn này, sắc này là ta, của ta, tự ngã của ta, thọ tưởng hành thức này là ta, tự ngã của ta, đấy là tà kiến. Và khi một vị chứng sơ quả, vị ấy đoạn trừ được cái tà kiến đấy, vị ấy thành tựu được cái chánh kiến, vị ấy cho rằng sắc này là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, thọ tưởng hành thức cũng như thế. Thì đấy được, vì vậy cho nên mới gọi là thân kiến. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Đinh Hiệp. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con có nghe một vị sư bên Nam Tông giảng 6 đề mục tùy niệm có thể đưa đến thánh đạo, thánh quả mà không cần qua tu tập tứ niệm xứ. Xin sư cho con hỏi, Đức Phật có giảng điều này trong kinh không ạ? Và mình phải tu tập cả 6 đề mục hay chỉ cần tu tập một trong 6 đề mục là được ạ? Con xin tri ân sư ạ. Vị ấy nói như vậy thì nó vẫn còn cái sự kém hiểu biết về cái đạo lộ, về cái con đường, về cái pháp môn, về cái giáo pháp tu tập của Đức Phật. Như là sáu cái đề mục mà phát khởi cái đức tin, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng,
niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Thì sau cái pháp này nó sẽ tăng trưởng cái niềm tin, đó là những cái đề mục tùy niệm. Nếu như là một người chỉ tùy niệm Phật, khi mà thành tựu được cái pháp tùy niệm Phật rồi, vì ấy phát triển cái trí tuệ, tức là quán các cái sự thật. Đây là khổ, đây là nhân sinh là khổ, đây là sự diệt khổ, con đường đưa đến diệt khổ. Tức là vị ấy phải hành thiền Vipassana, lấy cái đề mục tùy niệm ấy làm nền tảng. Đấy là nhờ vậy, rồi vị ấy mới có thể giác ngộ các đạo quả được. Tức là vị ấy không dừng lại ở cái tùy niệm ấy, mà vị ấy vẫn phải hướng lên hành thiền Vipassana. Chỉ có thiền Vipassana giác ngộ ra được các sự thật thì mới chứng đắc được đạo quả. Chứ còn những pháp tùy niệm chỉ là những cái pháp phòng hộ để cho tâm của mình nó khỏi phóng dật năng xăng, nó khỏi khởi lên những bất thiện pháp, để mình an trú cái tâm ở trong những thiện pháp. Chứ cái pháp tùy niệm ấy không thể đưa đến cái sự chứng đạo quả. Còn nếu như mình tùy niệm về sắc thân năm uẩn này, tùy niệm về thân, tùy niệm thọ, tùy niệm tâm, tùy niệm pháp, tùy niệm về cái tính sinh diệt, tùy niệm về vô thường vô ngã, đấy, tùy niệm cái đấy thì có thể giác ngộ được. Chứ còn nếu mà sáu cái pháp tùy niệm mà để phát khởi đức tin thì không thể mà chứng ngộ cái đạo quả được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Ân trên YouTube. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Nếu mình vào chùa tu tập vài tháng, rồi tiền mình đem theo có thể dùng để cúng dường tứ vật dụng được không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Trước khi xuất gia mình có thể cúng giả, tức là mình phải xả. Nếu như không cúng giả thì cũng phải xả hết cái tứ vật dụng ấy. Khi đã xuất gia rồi mình không được giữ cái tứ vật dụng ấy nữa. Vậy thì mình có thể cúng dường cái vật dụng ấy trước khi xuất gia thì được, không có vi phạm điều gì cả. Cái pháp về cái vật dụng bằng tiền ấy nó chỉ vi phạm khi mình đã xuất gia rồi mà mình còn giữ tiền, mình có cúng dường thì như mình lúc ấy mình đã phải là tỳ kheo rồi mà mình còn dùng tiền để cúng dường thì các vị tỳ kheo nào mà nhận vào cái tiền đấy thì việc vị ấy cũng phạm giới như mình. Vậy nên là một vị tỳ kheo đụng mà tiền, giữ tiền trong mình thì không nên cúng dường thôi. Còn cư sĩ cúng dường thì không có phạm gì, không ảnh hưởng gì, không liên quan gì hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thanh Liên. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Nếu có một chư tăng mượn lý do hướng dẫn hành thiền, trao đổi vật pháp để trò chuyện với cư sĩ nữ mà mình thích mỗi ngày, sau đó lại nói chuyện phiếm như một người đàn ông tán tỉnh phụ nữ, thì vị đó phạm giới gì ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Vị nhỏ mà tròn chuyện nói chuyện tình như vậy là phạm vào giới tăng tàn, nên là những cái chuyện hoa tình. Thì trong pháp của Đức Phật thì là một người nam không được nói chuyện với một người nữ mà phải có người thứ ba. Nhưng nếu mà chỉ có hai người nói chuyện với nhau thì nó sẽ rất dễ sinh ra những cái, nó sẽ rất dễ vướng vào những cái cạm bẫy của ái tình. Nó có thể là do cái người nữ khêu gợi, cũng có thể là do người nam ấy còn cái tính tham ái chủ động. Tức là sẽ chỉ cần một trong hai người có cái còn khởi lên cái tham ái chủ động một cái, là với một cái người cư sĩ thì không sao, nhưng với một cái bị xuất gia đấy rất dễ phạm vào những cái giới. Vì vậy cho nên là những cái điều này rất là nguy hiểm, nên là dùng cái mạng xã hội bây giờ sẽ dễ làm hư hỏng những vị tu tập. Cho nên là càng ít sử dụng thì càng tốt. Và với một cái người nữ khi mà nói chuyện với những vị tỳ kheo thì các vị ấy muốn
bảo vệ phòng hộ được cho vị ấy, thì các vị ấy không nên nói chuyện giống như nói chuyện với người đời, nên là không nên nói những cái chuyện tán tỉnh, không nên nói những cái chuyện liên quan đến tham ái, hay là cái vị ấy chỉ nói những cái chuyện liên quan đến Phật pháp thì nó đỡ sinh ra. Còn nếu như một cái vị tỳ kheo mà nói chuyện mà còn có cái sự tán tỉnh một cái người nữ như vậy, thì là vị ấy sẽ dần dần nó sẽ trở thành một cái người hư hỏng, và cái vị đấy sẽ dần dần sẽ mất hết những cái đức hạnh của cái người xuất gia. Và cái vị đấy nếu có sống ở trong cái đời sống tại xuất gia thì cũng không còn là một cái người chân chánh, không thanh tịnh. Vì vậy cho nên là người xuất gia tốt nhất là không nên dùng điện thoại là tốt nhất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả VM trên YouTube. Kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Có một số người nói họ thấy ma, họ đang nói dối hay cái tưởng của họ mạnh, hoặc con mắt của họ có tần số khác người thường, nên có khả năng nhìn thấy những hồn ma không có thân người. Con xin tri ân sư ạ. Cái người mà thấy thì nó cũng có do cái có những người người ta có khả năng thấy được, có một số người người ta có khả năng thấy được cả chư thiên, thấy được cả các ma quỷ, mà cũng có một cái trường hợp là các cái vị phi nhân đấy họ chủ động họ hiện hình thô lên để cho một cái người nào thấy. Ví dụ như là có những người người ta chủ động người ta hiện hình ra, người ta lát cái người khác ấy. Cho nên là rất là, cái người mà thấy ma rất là nhiều người trên đời. Có khi mình đang đi đêm đêm mình nhìn thấy một cái bóng đằng trước, thì là bóng đen hay bóng trắng lù lù ở trước mặt này, có thể người ta hiện hình, người ta trêu ghẹo cái người đời là chuyện bình thường. Mình cái người người ta hiện hình đấy, người ta là những phi nhân, có thể là người ta chỉ là trêu ghẹo, cũng có thể người ta có ác ý, người ta muốn hù dọa cho những người đấy sợ hãi, đừng có bám mảng đến cái chỗ mà họ đang sống, đừng có làm phiền họ. Thì đó là một là cái nếu như cái phi nhân ấy họ chủ động họ hiện hình ra thì ai cũng có thể thấy được. Mình không tin mình cứ đi ra nghĩa địa và cứ 12 giờ đêm hay là đêm đêm mình cứ đi ra nghĩa địa mình xem, thế nào cũng có ngày sẽ nhìn thấy. Nếu ai chưa thấy ma thì cứ chịu khó ra sẽ có ngày thấy. Thì đêm sẽ có ngày gặp ma là vậy đấy. Còn có những người thì người ta tự động người ta thấy được. Hoặc là có những người có những cái phi nhân người ta tác động vào cái người đấy, người ta làm cho người đấy thấy được phi nhân khác. Nhiều cái cách và trên đời này vô số người thấy được những cái điều đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Đăng Thương. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Mùng 3 Tết, con có đăng ký xuất gia gieo duyên ở Thiền viện Phước Sơn. Con muốn cúng dường vật thực bằng bánh mì cho tất cả các bạn xuất gia. Thì khi làm việc đó, mình tác ý như thế nào cho đúng không ạ? Và mình nên làm những việc gì trong 7 ngày xuất gia đem lại nhiều lợi lạc cho nhiều người thân sống trong hiện tại và các người thân quá cố ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Như mình xuất gia gieo duyên ấy thì cái pháp lợi lạc lợi ích nhất, cái phận sự lớn nhất của người xuất gia nó là thực hành giới, thực hành định và thực hành tuệ. Thì cái lúc mà mình làm người cư sĩ tại gia ấy, thì làm phước như là việc bố thí cúng dường thì nên làm trong cái lúc mà mình còn đang ở tại gia. Còn cái khi mà mình đã đi xuất gia rồi thì mình hướng đến những cái pháp nó cao thượng hơn là cái việc bố thí đó, thì đó chính là cái pháp đấy. Mình hãy thọ trì giới của người xuất gia cho thanh tịnh, rồi sau đó hành thiền chỉ mà thực hành thiền quán, thì cái phước của cái sự thực hành pháp đấy nó còn lớn hơn là những cái phước cúng dường kia. Nên là vậy thì hãy cúng dường khi mình còn là cư sĩ đi. Còn khi đã xuất gia rồi thì hãy để tâm mà học pháp và hành pháp thì tốt hơn, nội lạc hơn.
Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Định trên Zoom. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Khi con đang thiền niệm hơi thở, nhưng đôi lúc buồn ngủ thì con hay tác ý đến niệm sự chết. Dạ, thưa sư, khi thực hành vậy có được không ạ? Có ảnh hưởng gián đoạn đến đề mục thực hành chính không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Cũng có thể được nếu như mà nó hôn trầm quá, tức là niệm sự chết nó làm cho, thứ nhất làm cho tâm kinh cảm lên và nó làm cho cái sự tinh tấn mình nó tăng lên và nó cũng kích thích, nó làm cho bớt buồn ngủ đi. Cái này được, cái này một trong những cái pháp mà tăng trưởng cái sự tinh tấn. Hôn trầm đôi khi là do sự rể ruôi, do sự kém tinh tấn. Nếu như mình hôn trầm mà cái nguyên nhân sinh ra từ rể ruôi thì niệm sự chết sẽ là đúng pháp, sẽ hợp lý để làm cho tâm nó tỉnh táo lên. Nhưng mà có lẽ là mình đừng lạm dụng, đừng làm nhiều quá. Thỉnh thoảng niệm, có thể niệm trước khi ngồi thiền được thì trong cái thời thiền này nó sẽ đỡ hôn trầm hơn. Hoặc là trong cái lúc mình hôn trầm đấy mình chuyển sang niệm một chút cũng được. Rồi khi nó tỉnh táo lên thì lại quay về với cái pháp thiền mà mình đang thực hành. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Sari. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, chơi cổ phiếu chứng khoán có phải là cờ bạc không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cổ phiếu chứng khoán, cái này sư không hề biết một tí nào. Sư không biết nó thuộc về cái gì. Nhưng mà đã nói đến cái chữ chơi mà có cái sự được mất hơn thua may rủi thì nó tương tự như cờ bạc. Mình có thể coi nó như cờ bạc cũng được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phan Chiêu trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Trong thiền tứ niệm xứ, khi quán pháp thì dùng tầm và tứ như thế nào để ly dục ạ? Con xin tri ân công đức của sư ạ. Trong cái thiền tứ niệm xứ mà niệm thân thì niệm hơi thở vào ra thì nó cứ hướng về đối tượng thì đó là tầm, bám với đối tượng thì đó là tứ. Mà trong khi mình quán danh sắc cũng vậy, cái lúc ấy nó không còn ở cái tâm tầng thiền nữa, nó trở thành cái tâm dục giới, nó vẫn có tầm tứ nhưng mà cái tầm tứ nó không có cái uy lực mạnh mẽ như ở trong tầng thiền thôi. Thì khi mình hướng tâm về cái danh pháp hay cái sắc pháp đấy thì nó cũng là tầm. Khi mình hướng cái tầm đấy nó cũng là cái tâm của mình đang tư duy trên cái đối tượng này, tư duy quan sát nó vẫn có tầm tứ, nó cũng là bám sát lên cái đối tượng đó. Vậy thì cứ lúc nào cái tâm mình hướng về một cái gì thì nó cũng đều là tầm hết, và mình giữ cái đối tượng đó lại thì đó đều là tứ hết. Thì cái tầm tứ này nó đi với cả những cái tâm thiện, dục giới, sắc giới. Và cái tầm tứ ấy nó cũng đi với cả những tâm bất thiện, trong cả những cái tâm tham, tâm sân, tâm ngã mạn, nó cũng đều có tầm tứ mà. Vậy mình cứ hướng tâm về cái tốt thì nó cũng là tầm, hướng tâm về cái xấu nó cũng là tầm. Dạ, con thưa sư, con xin phép kết thúc phần hỏi pháp và chính pháp hôm nay tại đây ạ. Những câu hỏi còn lại con xin phép chuyển sang buổi tiếp theo. Chúng con thành kính tri ân sư ạ. Sa đu sa đu sa đu. Người hồi hướng Idam me bunyam asawa khazam vaham ho tu Idam me bunyam nibbanasa pajajo ho tu Mama punya param sabba sattanam pacemi te sabbe medamang punya param napantu sadu sadu sadu.